Giới thiệu. Ai cũng muốn thành công. Nhưng điều gì làm cho người này thì thành công còn người kia thì thất bại? Trước hết, cần phải định nghĩa thành công là gì? Có những người đã đạt được thành công tài chính, nhưng họ vẫn thấy rằng họ trống rỗng ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống như trong các mối quan hệ hoặc trong việc phát triển hiệu quả cá nhân. Thông qua việc nghiên cứu 200 năm văn học, cô Vi đã tìm thấy rằng khái niệm về thành công đã thay đổi đáng kể qua các năm. Trong khi thành công được dựa trên đạo đức nhân cách như chính trực, khiêm tốn và can đảm trước năm 1920, thành công hiện nay dựa trên đạo đức tính cách như hình ảnh công cộng, thái độ và tính cách. Để tìm được thành công thật sự và thấy được sự thay đổi đích thực, bạn sẽ không thể đi tắt. Thay vào đó, bạn sẽ cần giải quyết các điều kiện cơ bản và cho phép bản thân trải qua một sự thay đổi mô hình tư duy, thay đổi bản thân một cách cơ bản và áp dụng bảy thói quen của những người thành đạt chương không nguyên tắc và mô hình bảy thói quen của những người thành đạt bắt đầu bằng cách hướng nội và bắt đầu từ trong ra ngoài là một xã hội chúng ta cố gắng tạo ra cuộc sống trên mạng xã hội nhằm mục đích khắc họa hạnh phúc và sự gần như hoàn hảo và coi mạng xã hội chỉ là một cùng phim nổi bật trong cuộc sống của một người chúng ta có thể thấy mình đang thay đổi diện mạo bên ngoài trong khi đấu tranh nội tâm Stephen Covey yêu cầu độc giả của mình suy nghĩ về những gì họ coi trọng nhất trong cuộc sống và tưởng tượng nếu mọi thứ bị lấy đi vào ngày mai, bạn sẽ mong muốn điều gì nhất. Liệu những người theo dõi phương tiện truyền thông xã hội có nằm trong danh sách đó không? Chắc là không. Vậy làm thế nào để xác định những giá trị giúp bạn cải thiện cuộc sống của mình? Bằng cách cải thiện bản thân từ trong ra ngoài. Trước khi bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải nỗ lực đào sâu bên trong bản thân và xác định những thói quen và hệ thống niềm tin cơ bản của mình những nguyên tắc này là cốt lõi trong tính cách của bạn và đóng vai trò như một chiếc la bàn hướng dẫn bạn hướng tới mục tiêu của mình có lẽ các nguyên tắc của bạn là những khái niệm như công bằng trung thực và chính trực đây là những nguyên tắc phổ biến hướng dẫn hành động của chúng ta và dẫn đến thành công tuy nhiên những nguyên tắc như ích kỷ và gian dối có thể dẫn đến thất bại nguyên tắc là quy luật tự nhiên gieo nhân nào gặt quả nấy do đó quan trọng là suy nghĩ về những nguyên tắc cốt lõi của bạn và xác định xem bản tính của bạn có phù hợp với tự nhiên hay không tương tự như việc đi theo bản đồ của một thành phố để dẫn đường cho bạn chúng ta tuân theo các mô hình của mình để hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống một mô hình là cơ sở chủ quan cho cách chúng ta nhìn thế giới xung quanh mọi thứ chúng ta hiểu về thế giới đều được hình thành bởi các mô hình của chúng ta ví dụ một người có quan điểm tiêu cực sẽ coi một ngày mưa là u ám và bất tiện nhưng một người có quan điểm tích cực sẽ coi một ngày mưa là cơ hội để phát triển và cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tự nhiên để sống sót thay đổi mô hình tư duy của chúng ta là điều cần thiết khi muốn tạo ra những thay đổi bền vững một khi chúng ta thay đổi các mô hình của mình thì chúng ta có thể thay đổi tính cách thói quen và hành vi của mình. Sự thay đổi về tính cách này là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhận ra và theo dõi các mô hình của riêng bạn để bạn có thể tìm ra mô hình nào đang cản trở bạn đạt được mục tiêu của mình. Tác giả Stephen Covey đã trải qua một sự thay đổi mô hình vào một buổi sáng khi đi tàu điện ngầm ở thành phố New York, một khung cảnh yên bình nơi hầu hết mọi người đang đọc sách hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên một người đàn ông bước vào với những đứa trẻ ồn ào của mình ngay lập tức phá vỡ sự yên bình và thanh thản. Bực mình vì điều này, cô Vi hỏi người đàn ông rằng liệu anh ta có thể kiểm soát các con mình không? Người đàn ông, mệt mỏi và căng thẳng, trả lời rằng ông nên làm gì đó nhưng mẹ của chúng vừa qua đời một giờ trước đó và tất cả đều đang trong tình trạng sốc mô hình tư duy của cô vi nhanh chóng chuyển từ cảm thấy khó chịu và bực tức sang một tâm trạng thông cảm và mong muốn giúp đỡ vì vậy như bạn thấy việc thay đổi mô hình tư duy có thể thay đổi quan điểm của bạn về một tình huống và mặc dù không phải tất cả các sự thay đổi sẽ nhanh chóng như sự thay đổi mà cô vi trải qua vào buổi sáng trên tàu điện ngầm nhưng chúng có thể tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn vì vậy Khác với mạng xã hội nơi bạn có thể cố gắng che giấu những khuyết điểm và không hoàn hảo, cuốn sách này sẽ giúp bạn xác định những phẩm chất đó. Một khi bạn xác định được những vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của mình, bạn sẽ có thể xem xét các vấn đề của mình từ nhiều góc độ khác nhau và tìm ra những điểm yếu của chúng. Bằng cách làm việc từ bên trong và thay đổi thói quen của mình, bạn có thể cải thiện cuộc sống của mình. Chương 1 thói quen một luôn chủ động hãy tưởng tượng rằng cuộc sống của chúng ta như một quyển sách với những trang giấy trắng nếu có cơ hội viết câu chuyện của chính mình bạn muốn nó nói lên điều gì nếu cuộc sống của bạn kết thúc vào ngày hôm nay cuốn sách sẽ chứa gì cuốn sách có chứa những câu chuyện về một người không đạt được gì vì bạn là nạn nhân của môi trường của bạn không hay cuốn sách sẽ chứa những câu chuyện về một người đã hành động bất chấp môi trường xung quanh họ đây là nguyên tắc đầu tiên của chúng ta nguyên tắc sở hữu chúng ta có thể kiểm soát cuộc sống của mình rất dễ dàng để đổ lỗi cho người khác về tình trạng cuộc sống của chúng ta nhưng điều đó trở nên vô ích đó không phải lỗi của tôi và tôi không kiểm soát được những gì đã xảy ra là những cụm từ phổ biến mà chúng ta nói khi rơi vào tình huống khó khăn nhưng khi chúng ta bắt đầu làm chủ cuộc sống của mình chúng ta áp dụng một nguyên tắc mới và thế giới của chúng ta bắt đầu thay đổi. Nguyên tắc sở hữu buộc chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội của mình, nhưng nó cũng buộc chúng ta phải sở hữu những thành công trong cuộc sống của mình. Sự thay đổi mô hình này bắt đầu từ thói quen đầu tiên, chủ động. Những người chủ động hành động. Họ chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và gánh vác trách nhiệm. Ví dụ những người chủ động không chờ đợi chẩn đoán mới thay đổi phong cách sống lành mạnh họ không đợi sếp họ chỉ thị thay vào đó họ xác định vấn đề và đưa ra giải pháp họ lắng nghe tích cực những người trong cuộc sống của mình để giúp bạn xác định sự khác biệt giữa những người chủ động và những người bị động hãy hình dung một vòng quan tâm vòng này đại diện cho tất cả những điều bạn lo lắng có thể bạn lo lắng về việc trả hóa đơn hoặc bay đến nơi xa xôi bên trong vòng tròn quan tâm là vòng tròn ảnh hưởng đại diện cho tất cả những điều bạn có thể làm gì đó những người bị động tập trung vào vòng quan tâm không giống như những người chủ động tập trung vào vòng ảnh hưởng bằng cách tập trung vào những điều họ có thể thay đổi những người chủ động sẽ thu hẹp vòng quan tâm của họ một cách để bắt đầu chịu trách nhiệm là thông qua ngôn ngữ những người chủ động sử dụng những từ như tôi sẽ tôi có thể và tôi thích hơn trong khi những người bị động sử dụng tôi không thể tôi phải làm và giá như những người bị động tin rằng họ không chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình vì vậy thay vì nói những điều như anh ấy làm tôi phát điên lên hãy chuyển sự tập trung của bạn sang tôi kiểm soát được cảm xúc của chính mình và bắt đầu chuyển đổi tính phản ứng thành chủ động khi bạn nhận ra rằng mình có một cuốn sách trống để viết bạn có thể bắt đầu điền vào nó những điều mình muốn nói Tập trung vào tìm kiếm giải pháp thay vì đổ lỗi cho các nguồn bên ngoài vì các vấn đề của bạn và bắt đầu thay đổi cách bạn phản ứng với các vấn đề trong cuộc sống của bạn. Chịu trách nhiệm, sở hữu và bắt đầu viết những câu chuyện về một người đã hành động. Chương 2, Thói quen 2, bắt đầu từ mục tiêu đã được xác định. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà từ đầu. Làm thế nào bạn sẽ bắt đầu quá trình này? trước tiên bạn sẽ hình dung bạn muốn ngôi nhà trông như thế nào phải không bạn xác định bố cục của ngôi nhà và sau đó tìm ra từng chi tiết công nhân xây dựng sau đó sẽ làm theo bản thiết kế để bắt đầu xây dựng nếu không có bản thiết kế này những sai lầm nào có thể mắc phải có lẽ họ quên một yếu tố quan trọng như cầu thang bây giờ hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một bản thiết kế mục tiêu cuối cùng của bạn là gì bạn muốn đạt được những gì lập kế hoạch là cần thiết cho sự thành công của bất kỳ dự án nào bao gồm cả cuộc sống của bạn đây là nơi nguyên tắc phương hướng xuất hiện để bắt đầu với mục đích cuối cùng trong tâm trí bạn cần có hướng đi giống như xây dựng một ngôi nhà một hướng đi là cần thiết để đạt được thành công những người hiệu quả không chỉ làm việc chăm chỉ và hy vọng thành công sẽ đến với họ thay vào đó họ có một hướng đi trong cuộc sống nhưng làm thế nào để bạn tìm được hướng đi đó? Bạn có thể bắt đầu bằng cách tưởng tượng 30 ngày kể từ bây giờ, bạn đã qua đời và bạn bè, gia đình của bạn đang đến dự tang lễ của bạn. Họ sẽ nói gì về bạn? Họ đang nói gì về cách bạn sống cuộc đời của mình? Bằng cách xác định những gì bạn muốn bạn bè và gia đình của bạn nói về bạn, bạn có thể nhận ra cuộc sống của mình đang xoay quanh điều có lẽ bạn là người lấy gia đình làm trung tâm lấy tiền bạc làm trung tâm, công việc làm trung tâm hoặc thậm chí là tự cho mình là trung tâm bằng cách tưởng tượng kết thúc cuộc đời, bạn có thể xác định cách bạn muốn sống. Khi trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ tạo ra tuyên bố sứ mệnh cá nhân của mình, đó là bước đầu tiên để thực hiện thói quen hai. Tuyên bố sứ mệnh của bạn có vai trò như một chiếc la bàn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo thành công và hạnh phúc cá nhân của bạn. Tuy nhiên, viết một tuyên bố sứ mệnh không phải là điều có thể đến trong một sớm một chiều nó sẽ cần thời gian sự kiên nhẫn và nội tâm sâu sắc tương tự như viết một bản thiết kế có thể bạn sẽ cần phải viết lại nhiều lần nếu bạn tưởng tượng tuyên bố cá nhân của mình như một bản thiết kế của cuộc đời bạn có thể bắt đầu hành động có mục đích và chủ đích giống như mỗi viên gạch có một mục đích trong việc xây dựng một ngôi nhà Hành động của bạn cũng nên có một mục đích trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Chương 3, thói quen 3, ưu tiên cho điều quan trọng nhất. Bây giờ bạn đã xác định được các giá trị và nguyên tắc của mình, làm thế nào bạn có thể bắt đầu hành động và sống theo những nguyên tắc đó? Bằng cách kết hợp thói quen 3, ưu tiên những thứ quan trọng nhất. Bạn có bao nhiêu lần lên kế hoạch cho tuần của mình? nhưng sau đó lại phí hoài thời gian vào những việc không quan trọng bạn cảm thấy như mình không kiểm soát được các cuộc gọi điện thoại cuộc họp và những gián đoạn hàng ngày khiến bạn không thể hoàn thành những mục tiêu thực sự của mình có thể bạn đã cố gắng kết hợp các kỹ năng quản lý thời gian nhưng lại thấy hầu hết các kỹ thuật tập trung vào hiệu suất không phải hiệu quả vậy làm thế nào để thay đổi điều này bằng cách ưu tiên và đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng nhất được thực hiện trước tiên đặt mọi thứ khác sang một bên và thực hiện những nhiệm vụ đó sau mặc dù điều này có vẻ dễ dàng nhưng bạn có thể thấy mình khó khăn trong việc để xác định nhiệm vụ nào là quan trọng và nhiệm vụ nào lãng phí thời gian may mắn thay cô vi có một công cụ để giúp bạn tìm hiểu điều đó ma trận quản lý thời gian hiệu quả hơn nhiều so với chỉ tạo danh sách các việc cần làm bằng cách phân loại các nhiệm vụ của bạn thành mức độ khẩn cấp và quan trọng bạn tạo ra một ma trận 2x2. Góc phần tư thứ nhất, tập trung vào các nhiệm vụ vừa khẩn cấp vừa quan trọng. Mặc dù đây có vẻ là một góc phần tư quan trọng, nhưng điều này phù hợp hơn với các nhiệm vụ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, chẳng hạn như các cuộc khủng hoảng cần được xử lý ngay lập tức. Một dự án chạy theo thời hạn hoặc ngôi nhà bị cháy đều có thể phù hợp với góc phần tư này. Góc phần tư thứ hai, tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng nhưng không khẩn cấp đây là góc phần tư quan trọng nhất vì đây là những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng ta những nhiệm vụ này bao gồm xây dựng mối quan hệ hoặc lập kế hoạch cho tương lai đây là những nguyên tắc quan trọng sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều dành thời gian của bạn để thực hiện hành động tập trung vào việc xây dựng dựa trên các nhiệm vụ bạn đưa vào góc phần tư thứ hai ví dụ nếu bạn muốn cải thiện các mối quan hệ của mình hãy dành thời gian gọi điện cho bạn bè hoặc thành viên gia đình trên chuyến xe về nhà thay vì nghe nhạc hoặc tốt các yêu thích của bạn. Góc phần tư thứ ba, tập trung vào các nhiệm vụ không quan trọng nhưng khẩn cấp. Những nhiệm vụ này là những nhiệm vụ làm gián đoạn ngày của chúng ta, chẳng hạn như gọi điện thoại hoặc họp hành. Nếu bạn thấy mình ưu tiên các nhiệm vụ trong góc phần tư thứ ba, thì cuối cùng bạn sẽ đáp ứng các nhiệm vụ dựa trên các ưu tiên của người khác chứ không phải của chính bạn. Điều này có thể dẫn đến một số hậu quả như mất tập trung trong thời gian ngắn hoặc cảm giác như cuộc sống của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát. Góc phần tư thứ bốn, tập trung vào các nhiệm vụ không quan trọng cũng không khẩn cấp. Những nhiệm vụ này bao gồm những nhiệm vụ hoàn toàn lãng phí thời gian như xem toàn bộ loạt phim Netflix trong một ngày hoặc lướt mạng xã hội một cách vô thức khi đang làm việc. Những nhiệm vụ này dẫn đến một cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc và khiến mọi người bị sa thải khỏi công việc vậy tại sao lại tập trung vào góc phần tư thứ hai như đã đề cập trước đó đó là những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng ta chúng tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ lập kế hoạch tập thể dục và chuẩn bị tất cả những điều này đều rất quan trọng đối với hạnh phúc của bạn nhưng bạn lại bỏ chúng sang một bên vì nghĩ rằng bạn không có thời gian cho chúng nhưng làm thế nào để bạn có thể tạo ra thời gian cho chúng bằng cách học cách từ chối các hoạt động khác từ chối các hoạt động có vẻ cấp bách ngay cả khi chúng đang diễn ra và học cách phân công công việc một cách hiệu quả bằng cách ưu tiên góc phần tư hai bạn bắt đầu tiếp cận nhiệm vụ của mình theo cách từ bên trong ra bạn bắt đầu với những nguyên tắc vững chắc của mình và khi gặp phải vấn đề bạn bắt đầu nhìn nhận chúng như các mảnh ghép của một tấm hình to hơn là một bức tranh hoàn chỉnh ví dụ khi làm việc với các quản lý trung tâm mua sắm, cô Vi nhận ra rằng trong khi các quản lý biết rằng xây dựng mối quan hệ với chủ cửa hàng là quan trọng và sẽ có tác động tích cực, họ chỉ dành dưới 5% thời gian để làm điều đó. Thay vào đó, các quản lý dành phần lớn thời gian của họ cho các nhiệm vụ ở góc phần tư một, như trả lời điện thoại và email, tham dự các cuộc họp và viết báo cáo. Muốn thực hiện một thay đổi các quản lý dành một phần ba thời gian của mình để xây dựng mối quan hệ với chủ cửa hàng và tác động của nó rất lớn. Các nhà quản lý thấy sự hài lòng và doanh thu cho thuê tăng lên. Các quản lý ấy đã ưu tiên gốc phần tư hai và thay đổi cách nhìn nhận gốc phần tư một như chỉ là các mảnh ghép của bức tranh và từ chối những nhiệm vụ không quan trọng. Nếu bạn muốn bắt đầu thực hiện thói quen thứ ba, Cách tốt nhất để bắt đầu là tạo ma trận của riêng bạn và xác định các nhiệm vụ trong góc phần tư thứ hai mà bạn đã bỏ qua. Cam kết làm việc trên góc phần tư thứ hai bằng việc viết ra và bắt đầu ưu tiên các hành động của bạn. Chương 4, Thói quen 4, Tư duy cùng thắng. Cuộc sống là một thế giới đầy cạnh tranh khốc liệt. Đó là về sự cạnh tranh khốc liệt, tàn nhẫn và nếu bạn phải nói dối và gian lận để đạt được điều mình muốn thì hãy cứ làm như vậy bạn tin điều đó chứ liệu cuộc sống thực sự là một thế giới cạnh tranh đầy khốc liệt như vậy không nếu bạn phải nói dối và gian lận chẳng phải bạn đang đi ngược lại nguyên tắc trung thực và chính trực của mình sao thật không may đây là một suy nghĩ mà nhiều người mắc phải trong xã hội ngày nay họ tin rằng để giành chiến thắng bạn phải thua nhưng tôi nói với bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy thay vào đó cuộc sống không phải là cuộc cạnh tranh cả hai bên đều có thể chiến thắng bằng cách tạo ra tư duy đôi bên cùng có lợi bạn có thể bắt đầu thiết lập các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau thành công thứ hai là khung nhìn thắng thua trong đó mọi người nghĩ nếu tôi thắng bạn thua những người chiến thắng thua sử dụng quyền lực vị trí và thông tin để ảnh hưởng đến người khác để đạt được những gì họ muốn áp dụng tư duy đôi bên cùng có lợi có thể đồng nghĩa với việc thay đổi mô hình tương tác giữa người với người của bạn trên thực tế có sáu mô hình mà cô vi giải thích đầu tiên là mô hình thắng thắng trong đó cả hai bên đều thắng các vấn đề được giải quyết bằng cách tạo ra một giải pháp cùng có lợi làm hài lòng cả hai bên thứ hai là mô hình thắng thua trong đó mọi người nghĩ rằng nếu tôi thắng bạn sẽ thua những người trong mô hình thắng thua sử dụng quyền lực vị trí và bằng cấp của mình để gây ảnh hưởng đến người khác nhằm đạt được điều họ muốn thứ ba là mô hình thua thắng trong đó mọi người nghĩ rằng nếu tôi thua bạn sẽ thắng những người mô hình thua thắng nhằm mục đích làm hài lòng những người xung quanh họ và tìm kiếm sự nổi tiếng và chấp nhận thứ tư là mô hình thua thua trong đó cả hai người đều thua bất cứ khi nào hai người có tính cách thắng thua hoặc hai người kiên quyết bướng bỉnh và ích kỷ đàm phán với nhau, nó sẽ luôn kết thúc trong tình thế thua thua. Thứ năm là mô hình thắng trong đó mọi người đơn giản không quan tâm đến kết quả của bên kia ra sao miễn là họ thắng. Mô hình cuối cùng là tư duy cùng thắng, trong đó mọi người tin rằng nếu không đạt được thỏa thuận cùng có lợi thì sẽ không có thỏa thuận nào được thực hiện. Khi cố gắng tìm ra giải pháp, điều quan trọng nhất là phải ý thức được việc tìm ra giải pháp phù hợp với nguyên tắc của bạn đây là một ví dụ về nguyên tắc phong phú nguyên tắc của sự phong phú bao hàm tư duy phong phú điều đó có nghĩa là bạn tin rằng có quá đủ cho tất cả mọi người những người không có tư duy phong phú thay vào đó có tư duy khan hiếm và tin rằng nếu bạn thắng thì người khác phải thua nói cách khác họ có tư duy thành phố này không đủ chỗ cho hai người nếu bạn nghĩ đôi bên cùng có lợi thì cuối cùng bạn sẽ thấy mình đang xây dựng các mối quan hệ tích cực vì cuối cùng bạn sẽ củng cố cả hai bên thay vì từ từ phá hủy một bên. Một bài tập tốt để bắt đầu suy nghĩ về cách bạn có thể thực hiện tư duy này là xác định mối quan hệ mà bạn có có thể hưởng lợi từ giải pháp đôi bên cùng có lợi. Bây giờ hãy đặt mình vào vị trí của người kia và viết ra các giải pháp mà người kia sẽ coi là thắng. Bây giờ hãy viết ra những gì bạn coi là thắng cố gắng tìm ra một giải pháp bao hàm các thắng lợi tương hỗ giữa hai bên. Chương 5, thói quen năm, lắng nghe và thấu hiểu. Hãy tưởng tượng bạn đến gặp bác sĩ nhãn khoa và giải thích với bác sĩ rằng bạn đang gặp khó khăn trong việc nhìn thấy các dấu hiệu ở xa. Sau đó, bác sĩ nhãn khoa lấy kính của mình ra và đưa cho bạn, nói rằng nó đã giúp tôi trong nhiều năm. Thử đeo nó xem nó sẽ hoạt động với bạn không hỏi bất kỳ câu hỏi nào không kiểm tra nào được thực hiện bác sĩ chỉ đơn giản cung cấp một giải pháp có thể không giúp được gì nhiều bạn sẽ không quay lại với bác sĩ đó được vì bạn không thể tin tưởng vào ông ta bây giờ hãy nghĩ về việc bạn đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống ly hôn cái chết của người thân mất việc làm bạn tìm kiếm lời khuyên từ ai người chưa từng trải qua hoàn cảnh của bạn và không thể hiểu được những gì bạn đang trải qua hay là người hiểu được hoàn cảnh của bạn đương nhiên là người hiểu được rồi bạn tin tưởng những người lắng nghe bạn và bạn tôn trọng lời khuyên của họ cho dù đó là bác sĩ hay bạn bè bạn tin tưởng những người hiểu những gì bạn đang trải qua và chìa khóa để hiểu là lắng nghe nếu bác sĩ lắng nghe bạn ông ấy sẽ biết cách giúp bạn tốt hơn thay vì chỉ đưa cho bạn một cặp kính ngẫu nhiên để giải quyết vấn đề của bạn nói về lắng nghe hình thức lắng nghe hiệu quả nhất là lắng nghe thấu cảm đòi hỏi một sự thay đổi mô hình để đạt được bạn thấy đấy chúng ta thường không tìm cách hiểu trước thay vào đó chúng ta tìm cách để được hiểu tại bất cứ thời điểm nào một người đang nói hoặc chuẩn bị nói thay vì chuẩn bị hiểu theo các chuyên gia về giao tiếp chỉ 10% giao tiếp của chúng ta được thể hiện bằng lời nói. 30% được thể hiện bằng âm thanh và 60% được thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta thay thế các phản hồi thông thường của mình bằng việc lắng nghe theo phương pháp đồng cảm, bạn sẽ thấy rằng bạn không nhất thiết phải tập trung vào lời nói để thực sự hiểu người khác. Thay vào đó, bạn nên quan sát một cuộc trò chuyện thông qua cảm xúc và ý nghĩa đằng sau những lời được nói ra nếu bỏ đi các từ thì cảm xúc nào đang được truyền tải mặc dù kỹ năng này cần có thời gian và luyện tập nhưng việc học cách lắng nghe đồng cảm hoàn toàn không phải là điều không thể khi bạn thành thạo kỹ năng tìm hiểu và lắng nghe người khác bạn có thể tập trung vào việc giải thích cho người khác hiểu bạn hơn khi chúng ta thực sự hiểu người khác Chúng ta có thể giao tiếp và trình bày ý tưởng của mình một cách thỏa đáng theo cách tạo dựng uy tín và sự tin tưởng thay vì khiến người khác thất vọng. Chương 6, thói quen xấu, đồng tâm hợp lực. Mọi người đều khác nhau, phải không? Thế giới sẽ là một nơi khá nhàm chán nếu tất cả chúng ta đều suy nghĩ giống nhau và chúng ta không thể học hỏi lẫn nhau. Trên thực tế, chúng ta cần nhau. Trong chương trước chúng ta đã thảo luận về việc thấu hiểu và lắng nghe lẫn nhau để giao tiếp hiệu quả giờ đây chúng ta có thể tập trung vào việc làm việc với nhau thông qua nguyên tắc đồng tâm hợp lực nguyên tắc mà chúng ta cần có nhau để phát triển cả sự độc lập và phụ thuộc lẫn nhau đều cần thiết cho các tương tác hiệu quả bằng cách hiểu và đánh giá giá trị khác biệt của quan điểm của người khác bạn tạo ra cơ hội để đạt được tác động đồng bộ tác động đồng bộ là một khái niệm cho rằng giá trị kết hợp của mỗi cá nhân sẽ lớn hơn nếu mỗi cá nhân vẫn độc lập nói cách khác hai cái đầu tốt hơn một mặc dù mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau nhưng mỗi người đều cung cấp một cái gì đó có lợi cho sự phát triển chung tác động đồng bộ cho phép bạn mở ra cho mình những cơ hội mới với khả năng vô tận tác động đồng bộ cho phép bạn lắng nghe sự khác biệt của nhau và xác định cách cùng nhau giải quyết thách thức chung Vậy làm thế nào để bạn bắt đầu tạo ra tác động đồng bộ với đội của mình? Bắt đầu với các thói quen 4 và 5 và suy nghĩ về các tình huống đôi bên có lợi trong khi thực sự hiểu người khác xung quanh bạn. Bằng cách đánh giá các quan điểm và ý kiến khác nhau mà mỗi người mang lại, bạn có thể bắt đầu xây dựng một điều gì đó lớn hơn chính bạn. Ví dụ, một bộ phim tuyệt vời không được tạo ra bởi một người hãy xem những bộ phim như chúa tể của những chiếc nhẫn hay chiến tranh giữa các vì sao nếu không có đội ngũ những người sáng tạo nhà thiết kế nhà văn các bộ phim sẽ không bao giờ trở nên sống động như chúng vốn có mỗi thành viên trong nhóm đều có những điểm mạnh riêng mà họ mang lại để mang lại lợi ích cho toàn bộ dự án bằng cách đánh giá các sự khác biệt về tâm lý tình cảm và tâm trí giữa các cá nhân bạn có thể bắt đầu đạt được tác động đồng bộ và tạo ra một điều gì đó lớn hơn những gì bạn có thể tạo ra một mình bắt đầu coi trọng những khác biệt này cần có thời gian và sự kiên nhẫn đặc biệt là khi có những người trong cuộc sống của bạn mà bạn không hòa hợp được nhưng tại sao bạn không hòa hợp bạn có thể nghĩ khác với người đó vậy làm thế nào bạn có thể bắt đầu cởi mở với những khác biệt này bắt đầu bằng cách tạo một danh sách những người mà bạn không hợp chỉ chọn một người và xác định quan điểm của họ khác với quan điểm của bạn như thế nào. Làm thế nào bạn có thể tìm thấy tác động đồng bộ giữa quan điểm của bạn và của họ? Làm thế nào bạn có thể cởi mở hơn và tự tin hơn về sự khác biệt của họ? Chương 7, Thói quen 7, Rèn giữa bản thân Các đầu bếp sử dụng dao của họ hàng ngày, họ liên tục chặt, cắt và sắc tỉa cho đến khi dao trở nên cuồng liệu họ chỉ vứt bỏ dao và mua một cái mới không họ mài dao tương tự như dao của đầu bếp chúng ta cũng phải mài sắc bản thân chúng ta phải dành thời gian cho bản thân về mặt thể chất tâm linh tinh thần và xã hội bằng cách mài sắc cho bản thân theo bốn lĩnh vực này bạn có thể thấy kết quả cho hiệu quả lâu dài tái tạo lại bản thân về mặt thể chất có nghĩa là ăn uống đúng cách nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục thường xuyên để xây dựng sự dẻo dai sức bền và sức mạnh việc duy trì hoạt động thể chất giúp mài sắc cho thói quen đầu tiên là thói quen luôn chủ động bạn phải trở nên chủ động với sức khỏe của mình thay vì phản ứng với những yếu tố ngăn cản bạn tập thể dục tập trung vào chiều hướng tâm linh của bạn không nhất thiết phải là việc theo một tôn giáo cụ thể nào cả thay vào đó nó có nghĩa là bạn nên xem xét cuộc sống của mình và chú ý đến hành động của mình mục tiêu của việc đổi mới bản thân mình về mặt tâm linh có thể bao gồm thiền định cầu nguyện hoặc kết nối với thiên nhiên chiều hướng tâm linh có thể giúp bạn thực hành thói quen hay vì bạn sẽ thường xuyên xem xét lại các nguyên tắc và giá trị cốt lõi của mình để giữ gìn sức khỏe tinh thần bạn có thể đọc những cuốn sách hay viết nhật ký về suy nghĩ và nhận thức của mình và giới hạn xem chương trình truyền hình chỉ xem những chương trình làm phong phú thêm cuộc sống và tâm trí của bạn bạn cũng có thể học một ngôn ngữ mới hoặc tham gia các khóa học để học điều gì đó mới mẻ có nhiều cách để làm giàu kiến thức bản thân ngoài ra tập trung vào sức khỏe tinh thần sẽ giúp bạn rèn luyện thói quen thứ ba vì bạn sẽ sử dụng các kỹ năng quản lý thời gian của mình để tối đa hóa thời gian và nguồn lực của mình cuối cùng điều quan trọng là phải rèn luyện sức khỏe xã hội và tâm lý của bạn đổi mới bản thân về mặt xã hội để phát triển các mối quan hệ có ý nghĩa có nghĩa là bạn phải cố gắng để hiểu người khác, đóng góp cho các dự án có ý nghĩa nhằm cải thiện cuộc sống của người khác, duy trì tư duy vô tận và giúp người khác đạt được thành công của riêng họ. Bằng cách cải thiện sức khỏe cảm xúc và xã hội của mình, bạn đang thực hành các thói quen 4, 5 và 6 bằng cách áp dụng tư duy cùng thắng, lắng nghe và thấu hiểu và tìm ra các giải pháp cùng có lợi thông qua đồng tâm hiệp lực. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào bạn có thể làm việc trên bốn khía cạnh này, hãy bắt đầu bằng cách lập danh sách các hoạt động sẽ giúp bạn đổi mới bản thân trong mỗi danh mục. Chọn một hoạt động từ mỗi chiều và cam kết hoàn thành hoạt động đó vào tuần tới. Kết thúc tuần, đánh giá kết quả của bạn và đặt câu hỏi về những gì đã dẫn đến thành công hoặc thất bại của bạn. Chương 8: Tóm tắt cuối cùng. Để trở thành một người thành đạt, bạn phải áp dụng bảy thói quen sau luôn chủ động ngừng phản ứng và bắt đầu hành động thay vào đó hãy kiểm soát và chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn bắt đầu từ mục tiêu đã xác định ngừng làm việc không mục đích với bất kỳ công việc nào xuất hiện thay vào đó hãy có một tầm nhìn cho tương lai của bạn và sắp xếp các hành động của bạn để biến tầm nhìn đó thành hiện thực ưu tiên cho những điều quan trọng trước ngừng lãng phí thời gian của bạn vào những nhiệm vụ có vẻ khẩn cấp vào lúc này nhưng không phù hợp với mục tiêu của bạn thay vào đó hãy ưu tiên các nhiệm vụ của bạn và tập trung vào các hạng mục quan trọng không khẩn cấp tư duy cùng thắng ngừng suy nghĩ rằng bạn phải thắng hoặc thua thay vào đó hãy đưa ra một giải pháp đôi bên cùng có lợi lắng nghe và thấu hiểu ngừng ngay việc đưa ra giải pháp hoặc phản hồi thay vào đó hãy lắng nghe một cách dứt khoát để hiểu những người xung quanh bạn sau đó truyền đạt những ý tưởng phù hợp với cảm xúc của người khác đồng tâm hợp lực ngừng làm việc độc lập thay vào đó hãy sử dụng điểm mạnh của những người xung quanh bạn để tạo ra thứ gì đó mà bạn không bao giờ có thể tự mình tạo ra rèn giũa bản thân ngừng làm việc quá sức thay vào đó hãy tiếp tục cải thiện bản thân về mặt tâm lý thể chất tinh thần và xã hội